trọng, bởi vì là mình cảm thấy đã trưởng thành rất nhiều, và đặc biệt hơn là được gặp lại rất nhiều bạn bè và thầy cô giáo. Thì em nghĩ là đây là một buổi thực sự có ý nghĩa đối với cuộc đời sinh viên, cũng như là bước đầu để chúng em có thể tiếp xúc với những môi trường mới, và em thực sự rất tự hào về FPT. Nếu như cách đây 4 năm, một điều chúng tôi luôn băn khoăn, luôn lo lắng là làm thế nào để cuối cùng các em học tập ở trường đại học FPT có kết quả tốt. Thì bây giờ chúng tôi cũng rất lo là làm thế nào khi cầm tấm bằng của đại học FPT, các em sẽ khẳng định được vị trí của mình trong xã hội, các em sẽ trưởng thành, các em sẽ thăng tiến. Và sự thành công của các em sau này thực chất là một thước đo rất quan trọng để chứng tỏ cái vị thế của trường đại học FPT như thế nào. Vị thế của trường đại học FPT không chỉ đơn thuần đo bằng kết quả học tập của các em khi các em đang ngồi trên ghế nhà trường, mà quan trọng hơn nó đo bằng thành tích của các em sau này. Chúc mừng thành tích tất cả các em và cũng là thành tích của nhà trường trong tương lai. Đặc biệt còn là cơ hội cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như con của tôi. Xin kính chúc trường đại học FPT ngày càng phát triển, khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục đào tạo của đất nước. Xin chúc các tân cử nhân đạt được nhiều ước mơ, thành công vững bước trong con đường tương lai của mình đã lựa chọn.